Nào, cái ví dụ sau đây, cho một cái bảng, cho cái bảng của fx mọi người biết bằng tỷ hiệu, hoặc là gọi là người ta gọi là tỷ sai phân đó. Tỷ sai phân sao? Rồi ở đây x0 bằng 0,0, x1 bằng 0,4, x2 bằng 0,7. Ở đây tôi ghi sẽ là ghi là fx0, fx1. Con lấy tờ đấy lấy con ghi đây con. fx2 bằng 6. F của x0 x1, F của x1 x2 bằng 6 10 10 10 và F của x0 x1 x2 như vậy cho nó bằng 50 phần 7. Người ta yêu cầu con là xác định các cái giá trị còn thiếu trong giờ này con lấy nè, xác định các cái để còn thiếu, tức là xác định giá trị này, thằng này, thằng này, thằng này mình có ba giá trị nha, ba giá trị là thấy nó lại này, nhìn nè, thằng này là một, này là hai, này là ba. Rồi bắt đầu tính kết quả f(x0) 1 f1 3 f của x0 x1 sẽ bằng 5. 5. Đó là kết quả nha con. Chúng ta đi xây dựng cái đa thức nội suy Newton nha con. Newton đi qua các cái nút, các cái nút x0, x1, x2 tới xn, tức là ở đây là sẽ có là ở đây chúng ta hiểu là có n cộng một cái nút, và cái nút này nó ở x0 thì sẽ tương ứng với y0, này tương ứng với y1, này sẽ tương ứng với y2, này tương ứng với y n. Nó cái tương ứng này là tương ứng f nha. Rồi. Giờ xây dựng. Tức là con gắng cố gắng là con sẽ xây dựng một cái đa thức nó nằm như thế này nè con. Có thể nằm như thế này. Ở đây là nút x1 y1. Ở đây có thể là nút là cái nút này nè. Có thể là nút x0 y0. Vân vân. Và cái này có thể là nút xn yn. Cái đa thức này là cái đa thức ký hiệu là L NX. Cái đa thức LNX là đa thức nội suy, đa này là đa thức này nè, là như tên nó thỏa gì, nó thỏa LNXI thì nó chính là bằng SXI, thì nó bằng y. Ở đây y mình chạy chạy từ 0 cho đến nè. Đó. Không sao gọi là L ta, khoan thì xin lỗi nha. Bây giờ là đây chỗ này là mình gọi chỗ này đi. Ở đây là phải là đa thức nội suy Newton là phải là N. Đó. Còn L của mình đó tức là đa thức gì? Lagrange. Đấy.
ký hiệu chữ N đó. Vậy là chỗ này mình cũng phải sửa luôn, chỗ này là N đó. Vậy là nhiệm vụ của thầy á, cũng đơn giản là gì, thầy gắng cố gắng thầy xây dựng một cái đa thức nội suy, tên là Newton, là ký hiệu là chữ N, còn hồi nãy là thầy nhầm là la răng là chữ L, rồi cái này là Newton là chữ N. Nó cũng có một đặc điểm, nó đi qua các cái nút này hết, và cái giá trị của nó tại các cái nút á thì nó sẽ bằng là giá trị của F tại các cái nút luôn. Thì xây dựng như thế nào thì dựa vào cái tỷ hiệu là mình sẽ xây dựng được. Thì bắt đầu cắt nha. Giờ bước 1 là bắt đầu ta có nè. Đầu tiên thầy sẽ thiết lập một cái này, cái tỷ hiệu này đó. Thầy bắt đầu từ cái này. Bây giờ thầy lấy cái fx, fx0 thì theo công thức tỷ hiệu của mình á, theo công thức tỷ hiệu, cái này con tập trung vô con coi làm chung với thầy nha, cái này là dễ sai lắm nha. Fx trừ fx0 chia cho x trừ x0, đồng ý không? Tùy theo con viết cái nào trước nha, ví dụ như fx trước thì ở dưới là phải là x trước, còn con viết mà fx0 trước thì là ở dưới phải là x0, nó là như vậy. Thì từ cái đa thức này nè, thầy mới suy ra được fx bằng, thì con làm cái động tác con nhân cái mẫu ở cái mẫu x chữ x0 lên qua trên kia, rồi con chuyển x0 qua, thì có phải là rõ ràng là con lúc nào cũng được là f của x0 không? Con cộng cho x chữ x0, phải không con? Con nhân cho cái tỷ hiệu x0 đó. Và con đặt cái này là số 1, đặt cái này là số 1, được chưa? Như vậy là bước thứ nhất là thầy đã làm ra được một cái chuyện là thầy đã phân tích cái bit ra được cái dạng đó. Nó cũng na ná giống như cái kiểu mà nó na ná đó, cũng giống như cái xây dựng cái đa thức mà khai triển Taylor, hay là nó giống như khai triển Taylor con ha. Đó, nó giống vậy. Thì bây giờ cái mục tiêu tiếp theo của thầy á là thầy sẽ cố gắng, thầy sẽ làm cái chỗ này. Đây. Thầy sẽ làm chỗ này, con để ý này nha. Đây con nhìn vô đây. Thầy sẽ thay. Thay cho này. Đấy, bây giờ thầy thay làm sao? Thì bây giờ thầy phải xuất phát từ cái tỷ hiệu cấp 2. X x0 x1. Thầy sẽ kiếm đường thầy thay. Nó cứ như thế đó con, là mình làm tới thôi. Rồi cái này thì bằng gì con? Này thì nó bằng là fx x x0, con trừ cho f của x0 x1. Thì tỷ hiệu cấp 2 là tỷ hiệu của tỷ hiệu cấp 1 mà. Ở đây x trừ x0 trừ x1. Đó. Thì từ đây con sẽ suy ra được cái gì? Con sẽ suy ra được là cái fx không thì nó cũng bằng, con cũng làm hoàn toàn tương tự, thì nó là f của x không x một, con trừ cho x, con cộng cho x trừ x một, con nhân cho thì f của tỷ hiệu cấp 2 không x một, được chưa? Như vậy là hoàn toàn là với cái biểu thức thứ hai này nè, với cái biểu thức thứ hai con hoàn toàn thay vào một, thay vào một thì ta có bây giờ thay vào một nha, thay vào một ta được là fx nó sẽ bằng fx không cộng cho x trừ x không nhân cho f của x không x một cộng cho x trừ x không nhân cho x trừ x một nhân cho f của x không x không x một. Đây là số 2. Tiếp tục con làm động tác hai.
Thì rõ ràng là với cái bước thứ hai của thầy thì cái biểu thức của thầy đó, nó đã được khai triển thêm một phần nữa, được chưa? Như vậy là con cũng cũng làm hoàn toàn tương tự, con sẽ thay cái tỷ hiệu cấp 2 này bởi cái tỷ hiệu cấp 3. Con thay tỷ hiệu cấp 2, cấp 3 theo cái quy luật thôi nha. Như vậy thầy sẽ ghi cái tỷ hiệu cấp 3 cho con nữa, cái nữa nha. X cộng x một hai. Thằng đa thức nội suy, đa thức nội suy Newton này nó hay cái là con tìm một nút vô, con chỉ cần tính thêm một cái tỷ hiệu tiếp theo nữa thôi, chứ con không có phải làm lại từ đầu. Thì nó là gì? Nó là f của x, x không một, con đi trừ cho f của x không, x một, x hai, chỗ này cũng mặc vuông, con trừ cho x trừ x hai. Rồi con phải làm, con nói chung là con sẽ làm cách tương tự như vậy, con hiểu chưa? Tự như thế này thì cuối cùng thầy sẽ được một cái đa thức fx của thầy, nó bằng fx0 cộng x trừ x0 nhân cho f của x0 1 cộng cho x trừ x0 x trừ x1 rồi f của x0 x1 x2 cộng đấy tới tới đây đúng không con, là cái bước chỗ này là cái bước con đã thế rồi đó nha, chấm 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 tới cái nút n luôn, con làm tới cái nút n luôn thì nó sẽ ra được cái gì? X0 x chữ x0 x chữ x1 vân vân, thì x trừ xn trừ 1 rồi f của x0 xn không còn rồi cộng cộng tới cái thứ ba là x trừ x0 con nhân cho x trừ x1 con nhân dài dài cho đến là x trừ xn thì cái cuối cùng là cái cuối cùng là cái dư con lại này. À. Được chưa? Tức là thầy cứ làm một cái động tác thế vô á, cuối cùng thầy được cái công thức như vậy. Rồi. Được chưa con? Như vậy là bắt đầu người ta nè. Con có để ý chỗ này. Đây. Con để ý chỗ này nha. Đó. Con chú ý cái cuối nè, cái phần cứ cuối nè. Bây giờ thầy cắt bỏ phần cuối. Thầy cắt bỏ phần cuối. Như vậy thầy sẽ biết như thế này, khi đó cái đa thức của n của thầy á, n x của thầy á, đa thức của thầy thì nó sẽ bằng như thế này thôi, cộng chấm chấm đó, thầy làm thức là nó tên là như vậy. Như vậy thì rõ ràng á, đó là cái đa thức, đây gọi là đa thức Newton tiến xuất phát từ cái nút x không, được chưa con? Cái n này đó, tức là thầy cắt bỏ phần này đi, như vậy thì dễ thấy
là cái n của cái fx của mình đó, thì nó chính là bằng đa thức nx cộng cho cái r rnx, được chưa? Tại sao thầy cắt tới đây, tại vì cái đa thức này, đa thức Newton xuất phát từ nút này, cái thằng này nè, nó có cấp là cấp n vậy con, nó có cấp n. Thì tại vì thầy muốn chỉ muốn xây dựng một cái đa thức là gì, thầy xây dựng đa thức nội sinh Newton nhưng mà chỉ có qua n nút, thì rõ ràng là thầy được một cái đa thức nội sinh Newton cấp n, đúng không? Tại vì chỗ này là x trừ x không mà thầy nhân dài đến x trừ x n, thì tức là đa thức này có n cái x nhân lại, đúng không? Thì nó là x lý thừa n, mà x lý thừa n cao nhất là cái bậc của nó cao nhất, mà cao nhất là n hay không. Cái chỗ này là từ x không tới x n thì nó là đa thức này, nếu mà thầy tiếp tục thầy làm nữa đó ha, thì nó lại là trở thành đa thức cấp n cộng một. Như vậy từ đây sau con khi mà con thêm một cái nút nữa đó, thì cái bậc của đa thức con nó sẽ tăng lên, và con hoàn toàn là con sẽ xây dựng được cái đa thức này. Rồi bây giờ còn cái r này nè, cái r gọi là cái phần dư, trong khai triển Newton, phần dư trong khai triển Newton, và tính theo công thức của đa thức Lagrange. Đó, con tính, con sử dụng công thức để con tính nha. Rồi tóm lại với một cái x z nào đó mà nó thuộc vào cái đoạn x không xn, thì ta luôn luôn có là gì, ta sẽ luôn luôn suy ra được cái n xz, thì nó chính là gần bằng cái giá trị của fxz. Đây là cái điều quan trọng đây nha, con tính đó. Như vậy thì cái đa thức đây chính là cái đa thức nội si, đây là cái đa thức nội si cần tìm, và cái này chính là cái phần dư. Cái phần dư thì được tính theo công thức đa thức nội si Lagrange đó, tức là trị tuyệt đối mắc của cái đạo hàm cấp n cộng một, con chia cho n cộng một dây thừa của nhân cho cái pi n x á. Đó, ở đây là để thầy nhắc lại những phần dư nha. Chỗ này thì biết luôn nè, r n x xz thì nó sẽ bằng mắc của trị tuyệt đối f n cộng một x, ở đây x thuộc vào cái đoạn là x không xn, con đem đi chia cho xn nhé, con đem đi chia cho n cộng một dây thừa, con nhân cho pi n cộng một xz, đó là con sẽ được cái công thức của mình. Chỗ này thiếu cái trị tuyệt đối. Là con hoàn toàn con sẽ tính được thôi. Cái này là công thức này, con xem lại ha, cái công thức này công thức của đa thức nội si Lagrange nè. Cái pi này là cái gì? Cái pi này là pi n cộng 1 x là gì? Trong đó cái pi n cộng 1 x này nè, thì nó chính là bằng gì? X trừ x 0 x trừ x 1 vân vân x trừ xn. Chỗ này là quên đóng cái trị tuyệt đối rồi. Đó. Như vậy là thầy vừa hoàn thành với con là cái việc xây dựng một cái đa thức nội si, Newton tiến cấp n mà xuất phát từ nút x không. Hoàn toàn tương tự con sẽ có cái lùi như sau. N mà lùi x sẽ bằng f, đầu tiên là fxn, đúng chưa? Rồi cộng cho x trừ xn, f của xn trừ một đó, tôi cứ làm vậy thôi. Còn cái này đó,
đó, con cộng dài dài đấy, con cộng tới là x trừ xn vân vân, con cộng tới là nhân tới xn x1 dừng hay con, x1 là đã đủ cái đa thức cấp n nha, cái đa thức cấp n ở chỗ này f của con sẽ tính là xn cho đến x0 đó, rồi con đó lùi một cái tiếng cái lùi, rồi bắt đầu con làm đi. Thì đầu tiên con lập cho thầy cái bảng này nè nha, con lập cho thầy cái bảng này gọi là cái bảng tỉ hiệu nha. Rồi con lập cho thầy đi để thầy nghiên cứu cái cách xoay cái thước đây giải. Đầu tiên con lập cho thầy cái bảng tỉ hiệu, rồi có cái nhiệm vụ con đi tính các cái giá trị cho thầy ha. X0 ở đây bằng 0, con cắt cho một vòng nha, x1 bằng 2, x2 bằng 3, x3 bằng 5, x4 bằng 6. Rồi bắt đầu con lập đi, con lập tương ứng. Chỗ này là gì? Chỗ này là 1 3 2 5 6. Đó, con lập ra đi. Thì chỗ này là mình sẽ ghi là gì? Này là F. Cái này là thôi ghi F. Ơi sao. Rồi. Chỗ này con nên ghi là như thế này nè. Con nên ghi như thế này. Chỗ này con ghi là cấp 1, cấp 2, cấp 3. Rồi bây giờ là đọc cấp 1 chưa nghe. Cấp 1 thì nó có mấy chỗ, nó là con điền vô mấy cái chỗ trống trống là cấp 1 nha. Chỗ đây nè. Rồi cấp 1 là chỗ này nhiêu? Cấp 1 là 1. 1. F của x 1 x 0 là bằng 1. Rồi con gặp xuống đi. Trừ 1. Chỗ này là gì? Chỗ này nè. Trừ 1. Trừ 1 sai con. Chỗ này con phải tính ra nó là a trừ 3 chia cho 3 trừ 2 chứ thầy. Là mấy? 3 phải không? Là 3. À, trừ 1 đúng rồi, trừ 1. Gì trời? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, trừ 1. Phải trừ 1. Rồi. Dạ là 3/2. 3/2. 1. Ok. Tới cấp 2 là -2/3. -2/3. 5/6. 5/6. -1/6. Ok. Tới cấp 3 là 3/10. 3/10. -1/4. -1/4. Dạ. Rồi.
cấp 4 là trừ 11 phần 120. Ok. Như vậy là đã điền xong. Đã điền xong. Rất đơn giản các con ha. Khi sau khi con lập cái bảng này xong rồi thì mọi chuyện là viết rất là dễ. Rồi, bắt đầu thầy viết cho con này nha. Bây giờ tiến trước nha. Bây giờ là khi đó n cấp 4 tiến x bằng này nha. Tiến thì con viết theo kiểu này nè. Nè, con để cái thước lên trên này nè, con để cái thước trên đây nha, cái con xoay. Xoay. Đó, xoay 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 xoay. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Con sẽ viết theo cái hướng này nha con. Con sẽ viết theo cái hướng này, tiến thì con sẽ viết theo hướng này. Tại vì mình bắt đầu từ nó viết không mà. Đó. Rồi bây giờ tiến bắt đầu thầy viết nha. Thì đầu tiên là fx0 đây nè, con nhìn lại công thức nè. Fx0. Nè, fx0 nè. Thì bắt đầu là fx0 là y nè. Thì nó sẽ là gì? Nó sẽ là 1. Rất là đơn giản, 1 cộng cho x trừ x0, x trừ 0. Nhân cho cấp 1, 1 cộng x trừ 0, x trừ 2 nhân cho trừ 2 phần 3 cộng x trừ x 0, x trừ 2, x trừ 3 nhân cho 3 phần 10 cộng x trừ 0, x trừ 2, x trừ 3, x trừ 5 nhân cho trừ 11 phần 120. Đã. Đó. Rồi sau đó nhiệm vụ con thu lại, thu gọn lại. Thu gọn lại con sẽ được cái đa thức là trừ trừ 11 120 x 14 cộng 73 phần 60 x mũ 3 trừ 601 cộng 120 x bình cộng 413 chia lên cho 60 x cộng 1. Được chưa con? Đó là cái đa thức mà suy tiến đó. Rất là dễ, viết đơn giản. Còn bây giờ lùi nè con, bây giờ thầy chỉ con lùi nè nha. Lùi thì con đặt cái thước cho chỗ này. Mình xoay. Đó, lùi thì con viết cho thầy như thế này. Nè, lùi. Lùi. Đó. Con nhìn cái đèn theo hướng này là lùi nè, vậy là thầy viết cái lùi nha. Viết cái lùi n 4 lùi x sẽ bằng, thì bắt đầu thầy xuất phát từ cái nút cuối là tức là x 6 là số 6 này, số 6 này nè cộng cho x trừ 6 nhân cho 1 cộng cho x trừ 6 x trừ 5 nhân cho trừ 1 phần 6 cộng cho x trừ 6 x trừ 5 x trừ 3 nhân cho trừ 1 phần 4 cộng cho x trừ 6 x trừ 5 x trừ 3 x trừ 2 nhân cho trừ 11 phần 120. Đó. Và cuối cùng con rút gọn ra thì nó cũng sẽ được cái đa thức này thôi. Tại đa thức nội suy nếu có là duy nhất mà. Nếu có là duy nhất. Rồi. Rất đơn giản nha. Đó. Nó cứ như thế thôi.
con tiến con lùi cũng là một kết quả thôi, nhưng mà cái vấn đề của mình ngồi mình viết thôi. Thì nếu mà các em không tin nó là một kết quả đó thì giờ em tính thử coi, thu gọn coi đúng này không nha. Bây giờ người ta hỏi thêm, bây giờ người ta thêm nữa nha, thêm nữa. Nếu như người ta kêu con là tính gần đúng F tại 1,25 đó, đương nhiên cái hàm F của mình nó không cho công thức, do đó mình không có đánh giá sai số nha. Hàm F mình nó cho cái dạng bản thực nghiệm, không đánh giá sai số được. Thì ta rất là dễ, thì con muốn làm sao làm, nó có là F của 1,25 thì nó sẽ gần bằng N4 tiếng tại 1,25, nó cũng gần bằng N4 lùi tại 1,25. Là lúc này con có đã có cái đa thức rồi, con có đã có cái đa thức này nè, con đã có đa thức là 1,25 rồi nè. Thì con thay vô thì con sẽ tính được là 3,9 3,9 3,11 5,25 3,11 5,25. Đó, đó là cái gần đúng nha, con phải ghi gần đúng nha. Đó, như vậy là thầy vừa trình bày cho con xong cái đa thức nội si. Các cái nút nội si cách đều. Các cái nút nội si cách đều. Đó, cách đều tức là gì? Cách đều thì mình sẽ coi cái quy luật nè. Cách đều tức là gì? Tức là cái x0 ở đây, x1 ở đây, x2 ở đây, x3 ở đây. Thì này á, này nè. Đó, này nè. Cái này nè. Nó bằng nhau. Bằng nhau. Được không con? Nó phải bằng nhau thì nó đều. Thì ví dụ như cho dễ hiểu nè, ví dụ như thầy nói là chẳng hạn như 1 2 3 4 là đều. Ví dụ như này là 3, này 7 đi, thì cách nhau là 4 đúng không, thì này nó phải là 10 11, thằng này nó phải là 10 15, chẳng hạn như đó, đều nhau. Đó là đều là cái hình thức gì đó, là đều đó. Thì trong cái trường hợp cái nút đều nhau á thì nó tức cười lắm con, nó tức cười lắm. Không phải mình phải hiểu rõ nó, tại sao người ta làm, mình phải hiểu cái tâm ý người ta nha. Tại sao người ta phải là trong tài liệu người ta phải trình bày luôn cho mình một cái trường hợp cách đều nhau, tại vì nó có những cái tức cười thôi nè. Thật sự là nút đều nhau hay là không đều, không mình đã làm không đều nhau tức là mình đã làm tổng quát rồi nè ha. Các cái nút mình đâu có đều nhau đâu, thằng này lệch là 2, thằng này lệch có 1 à, ngày lượt 2, ngày lượt 1, những hai gì đó đâu đều nhau. Như vậy là trong trường hợp đều á thì nó có một cái gì đó đặc biệt đó. Nó đặc biệt. Nó đã đặc biệt ở cái chỗ này nè. Thầy cứ thí dụ như thầy thử cái coi cho con coi đi ha. Để thầy hình thành cho con một cái hiểu á, một cái hiểu. Một cái hiểu một cách trực quan nhất á. Chẳng hạn như bây giờ nếu như mà thầy có x0 với x1 đều nhau rồi á, x1 x2 đều nhau rồi á, thì thầy chỉ cần biết x0 thì đương nhiên thầy biết x1 và x2 và x3 đúng không? Nhưng thì mắc tội tình gì là phải ghi x0, x1, x2, x3 nữa, tại nó đều nhau mình hiểu rồi. Như vậy thì ở đây nó sẽ có một cái khái niệm gọi là cái bước ha, cái bước mà mình nôm na mình gọi là bước nhảy đi cho nó nhanh. Như vậy thì trong cái trường hợp các cái nút đều nhau á, thì nó sẽ hình thành một cái gọi là cái bước, một cái bước, và người ta sẽ ký hiệu chỗ này là một cái bước. Nó ngay là nó gọi này là H. Như vậy là người ta gọi là cái bước đi á, mà mình nói mạnh mẽ đây là bước nhảy à, nhảy. Được chưa con? Như vậy là có trong cái trường hợp đều nhau thì nó sẽ hình thành một cái bước. À, một cái bước. Như vậy là
thầy không có cần viết thằng x1, thầy chỉ cần biết x0 thôi, là với thầy cộng với cái bước là thầy sẽ ra được x1 đó. Thầy thí dụ như này là cái rất là tiện đó. Nó tiện ở cái chỗ là gì nè, nó tiện ở cái chỗ này, con để ý nè, bây giờ thầy có làm x1 thì sẽ bằng là gì, x0 thì cộng cho h, đúng chưa, thầy sẽ ra được x1. Còn x2 thì bằng gì, x2 thì bằng x1 cộng h, như vậy thì sẽ bằng cái gì nữa, con lấy x1 thế xuống đây có phải là x0 cộng 2h không, rất là tiện. Ôi cái gì vậy? Mệt nha. 2h đó. Rồi như vậy là x3 là con hoàn toàn con phải tính tương tự là bằng x0 cộng cho 3h. Như vậy thì dần 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 tới đây con sẽ tới đây được là cái x, nói cho thầy coi xn bằng gì, nói thầy nghe coi ý x nào bằng gì. Là bằng x1 cộng h, hoặc là bằng x0 cộng cho nh, x0 cộng cho nh đó, nó như thế đó con, được không, nó cứ như thế, nó cứ cái nguyên nó, tức là trong cái trường hợp đều nhau thì tự nhiên từ người ta sẽ nảy sinh ra cái chuyện này, và người ta kết luận là nếu mà trường hợp đều nhau là khuyên anh nên làm cái này nè, nên làm cái đa thức kiểu này 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 nè, nó sẽ đơn giản hơn là anh làm cái trường hợp tổng quát trên đây, tuy là kết quả nó vẫn là một thôi nha. Rồi bây giờ bắt đầu con thấy nó có một cái hết sức kỳ lạ, nó lạ cái chỗ này nè, con coi nè nha, con quan sát nè nha. Đây, bây giờ thầy tính thử tỉ hiệu trong trường hợp đều nha, tỉ hiệu rồi kiểm chứng lại cái nữa nha, tức lắm đó. Mình làm cái f của nè x1 x2 thì theo công thức của mình thì nó là gì, f(x1, x2) á thì nó sẽ ra được là f(x2) trừ f(x1) chia đi cho x2 trừ x1. Rồi như vậy thì thằng này nó sẽ là quy định là delta, nếu mà tiếng nha, delta lớn á, thì nó là delta của y1 chia đi cho cũng là h thôi đó. Tại theo cái quy ước này thì cứ lấy cứ delta, nếu delta ấy đó thì mình cứ lấy ở trên đây mình trừ ra thôi, được chưa. Còn cái lùi á con, còn cái lùi thì con viết trước, con viết trước từ cho ghép lớn thì dưới đây nó cũng đổi dấu thôi, do đó nó cũng không có gì thay đổi ở trên là... Rồi bây giờ thầy thay vô nha, từ đây thầy sẽ suy ra f của x0 x1 x2 thì thay vô thì cái chỗ này nè, thầy thay chỗ này nè thì nó bằng là delta y1 chia cho h trừ cho f(x0) tức là delta y0 chia cho h chia cho 2h thì nó sẽ ra được là delta y1 trừ cho delta y2 chia cho 2h bình. Ok, 2h bình thì chỗ này á thì nó sẽ ra được là cái kết quả của nó ra là delta bình y0 mà chia cho hai dây thừa h bình. Như vậy thì nó đã quy ước á, nó đã quy ước vào chỗ này, nó đã quy ước là delta y1 trừ cho delta y0 y0 chỗ này y0 thì nhầm rồi nè, chỗ này y0 đúng không con, chỗ này y0 nè đó, chỗ này y0 thì nó sẽ quy ước nó bằng là delta bình của y0 đấy, delta bình của y0 được chưa con. Như vậy thì tổng quát nha, nè rõ ràng không nè, delta y này nè, y mình bằng 0 thì lập tức là nó ra được cái này là đúng nè, y mình bằng 1 thì lập tức nó sẽ ra là y mình bằng 1 thì nó là y mình bằng 1 thì x2 trừ x1 nè, y2 trừ y1 là delta 1 nè. Rồi còn cái quy lực bình lên á thì nó sẽ theo quy lực này, tức là delta bình của y thì sẽ bằng gì, nó thì nó sẽ bằng là delta của gì, delta của y cộng 1 trừ cho delta của y
và nó viết chung là delta của delta II. Như vậy thì dài 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 tới cái delta cấp n của II thì bằng gì con? Con nghĩ nó bằng gì? Nó quy ước làm sao? Nó có phải là bằng là delta của delta cấp n trừ 1 II không? Đó, cái quy luật như vậy. Thì cái này nè, cái này thì người ta gọi nó là hiệu hữu hạn tiện đó. Thì nó sẽ ra được các cái từ từ cái hiệu hữu hạn tiến nè, con sẽ tính được tất cả các cái tỷ hiệu, còn cái này hiệu hữu hạn tiến, được chưa? Rồi bây giờ nó còn có một cái lùi nữa con, tức là nó quay cái delta lại, vì delta y của mình thì nó lại là bằng là gì? Lùi thì nó bằng là y trừ cho y cộng 1, vậy là delta ơi là delta bình y thì nó chính là bằng gì? Nó chính bằng delta của y trừ cho delta ngược của y cộng 1, và nó viết là delta của delta y đó. Tổng quát lên nó sẽ có cái công thức của mình là delta n y thì nó chính là bằng delta ngược của delta ngược n trừ 1 y, và cái này người ta nó gọi là hiệu hữu hạn lùi con xây dựng hai cái đa thức hội si tiến lùi cho trường hợp nút cắt đều nha, cắt đều đó là về nhà con sẽ xây dựng cho thầy đó. Đó dựa vào cái hiệu hữu hạn tiến này nè, con sẽ xây dựng.